Cây này mấy hôm trước có một anh đến trả mình là 10 triệu nhưng mà mình không bán. Thế thì có ngày hôm sau ấy có một anh là đến trả mình 8 triệu thì mình cũng không bán, bởi vì cái cây đẹp như thế này mà có mấy triệu thì mình cũng không muốn bán làm gì. Thế mấy ngày hôm